Hi, xin chào các em, chào mừng các em đến với kênh Học Tiếng Anh cùng cô Thắm nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My New School Communication. Trước khi vào bài này, cô có một số câu hỏi ôn tập cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra bài thử các bạn làm có đúng với thi hiện tại đơn mà chúng ta đã học ở bài trước không ha. Rồi bây giờ chúng ta vào bài. Từ đầu tiên, My School. Hát hay là hát các bạn? My school là trường của tôi là số ít cho nên là chúng ta cho cô là chữ hát. You, you là phải là do you cho nên chúng ta mở động từ là do you. Sau trò động từ thì động từ sẽ giữ nguyên do you have. Và cuối cùng là we là ngôi thứ ba số ít là do we walk to school. Bây giờ chúng ta lại đặt câu hỏi cho cô nè. Đây là câu hỏi thì chúng ta mượn trò động từ do you like your new school và tiếp theo là Do your friend always go to school with you? Ở bài này thì chúng ta sẽ có một số từ vựng mới ha các em. Đầu tiên là pocket money là tiền tiêu vặt. Remember là ghi nhớ. Tiếp theo là share là chia sẻ. Help là giúp đỡ và classmate là bạn cùng lớp. Rồi các bạn cùng nhìn vào những từ vựng cho cô nha. Rồi see you next time. Rồi bây giờ chúng ta bước vào bài mới Unit 1 My New School Communication. Ở bài này chúng ta có 5 phần. Phần đầu tiên là lắng nghe cuộc đối thoại. Phần 2 là làm việc thiêu cập. Phần 3 là đánh dấu tích vào những câu mà bạn nghĩ là thích hợp. Phần 4 là có một cái một số đáp án gợi ý về cái bản tin của trường và khoảng năm là làm việc theo nhóm. Unit 1. My new school. Page 11. Communication. Everyday English. Introducing someone. Activity 1. Listen and read the dialogue. Pay attention to the highlighted parts. Feng, this is Zi, my new friend. Hi, Zi. Nice to meet you. Hi, Feng. Nice to meet you too. Các bạn thấy đây là cuộc đối thoại giữa bạn Vi, bạn Phong và bạn Di ha. Đầu tiên bạn Vi nói là Phong, this is Zi, my new friend. Phong ơi, đây là Di nè, bạn mới của mình. Thế thì bạn Di, bạn Phong mới trả lời là Hi, Zi. Nice to meet you. Chào Di, mình rất vui khi được gặp bạn. Thì bạn Di cũng trả lời là Hi Phong, nice to meet you too. Rồi hợp để hỏi một người bạn mới ở trường. Rồi câu đầu tiên, Are you from around here? Bạn thì có ở gần xung quanh đây không? Do you like music? Bạn có thích âm nhạc không? Tiếp theo sẽ là gì các bạn? Câu này chúng ta có nên hỏi không các bạn? Do you like music? How much money do you get? Bạn có bao nhiêu tiền? What is your favorite subject at school? Môn học ưa thích của bạn là gì? Are you hungry? Bạn có đói bụng không? Do you play football? Bạn có chơi đá banh không? How do you go to school every day? Mỗi ngày bạn đi học bằng phương tiện gì? Where do you often go shopping? Nơi nào mà bạn đi thường đi mua sắm? Và sau đây là những câu mà cô cho là sẽ có trong cái bài phỏng vấn bạn mình. Đầu tiên là bạn có ở gần đây không? Tiếp theo là bạn có thích âm nhạc không? Và môn học thích của bạn là gì thì chúng ta cũng nên hỏi ha. Thì chúng ta sẽ hỏi bạn chơi trò chơi gì và hỏi bạn mình là bạn đi đến trường bằng phương tiện gì. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết cho cô một hoặc hai câu trên mảnh giấy, sau đó share với bạn mình về để hỏi bạn mình về gì khi gặp những người bạn mới. Do you ride your bicycle to school? Bạn có thường lái xe đạp đi học không? Và câu thứ hai sẽ là Do you usually do homework after school? Bạn có thường làm bài tập sau giờ học không? Rồi ở phần 4 là chúng ta sẽ có một cái bảng bản tin của nhà trường. Sau đó chúng ta sẽ trả lời câu hỏi cho cô ha. Câu đầu tiên, do you remember your new classmate name? Bạn có nhớ tên của bạn mình hay không hả các bạn? Nếu nhớ thì chúng ta trả lời yes, còn nếu không nhớ là trả lời no ha.
Câu thứ hai. Do you often listen to your friend advice? Bạn có thường nghe lời khuyên của bạn mình không? Nếu có thì đánh dấu yes, còn nếu không thì đánh chữ gì? No. Tương tự như vậy câu số 3. Do you share things with your classmates? Bạn có thường chia sẻ với những người bạn cùng lớp không? Có thì đánh cho đánh yes, còn không là no. Do you keep your friend's secret? Bạn có giữ bí mật cho bạn bè của mình hay không? Nếu có thì đánh chữ yes ha các bạn. Tiếp theo cho cô nè. Do you play with your classmates at break time? Bạn có thường chơi với bạn của bạn ở giờ giải lao không? Yes. Do you help your classmates with their homework? Bạn có thường giúp đỡ bạn của bài tập các bạn của mình không? Nếu có thì đánh yes, còn không thì đánh gì? No. Câu 7. Do you go to school with your friend? Bạn có thường đi học với bạn của mình không? Yes thì đánh cho cô là yes. Không thì đánh là no. Do you listen? Bạn có thường nghe nhạc khi bạn cùng lớp của mình đang nói chuyện không? Không thì đánh là no. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc theo nhóm, lần lượt phỏng vấn bạn của mình sử dụng những cái câu hỏi ở trên ha các bạn. Do you remember all your new classmate name? Đây là những câu hỏi mà mình sẽ phỏng vấn bạn mình. Chúng ta cùng nhau đọc lại cho quý cô nè. Do you remember all your classmate name? Bạn có nhớ tên những người bạn mới của mình hay không ha? Chúng ta sẽ phỏng vấn một hoặc hai bạn của mình. Do you help your teacher in the class? Bạn có giúp đỡ giáo viên trong lớp không? Do you share things with your classmate? Bạn có chia sẻ với bạn của mình, với bạn cùng lớp không? Do you keep quiet? Bạn có giữ yên lặng khi giáo viên của mình thì đang nói chuyện không? Và do you play with your classmate? Bạn có chơi với bạn cùng lớp vào giờ giải lao không? Do you help your classmate with their homework? Bạn có giúp đỡ bạn mình làm bài tập không? Và do you travel to with your classmate? Bạn có thường đi học với bạn của bạn hay không? Và câu cuối cùng là do you listen when your classmate are talking? Bạn có thường lắng nghe khi bạn của mình đang nói chuyện không?